Sau video viral về cách bình dân cơ bản mình chăm sóc tóc để có một mái tóc dài chắc khỏe bóng mượt thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ YouTube tới tin nhắn vì sao tóc một số bạn cứ tới một độ dài nhất định thì lại gãy rụng rất là nhiều, dù bạn có đi cắt tỉa đuôi tóc thường xuyên và sử dụng rất nhiều sản phẩm từ bôi cho tới uống, rồi cũng như là rất chăm chải tóc như mình có đề cập ở video làm tóc trước. Trong video này mình sẽ chia sẻ với mọi người những sự thật khoa học mà chúng ta đã nghĩ sai về việc nuôi tóc dài, và mình sẽ chia sẻ 6 bí quyết giúp bạn đạt thành công nuôi tóc dài và chắc khỏe mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu bạn bị rơi vào vòng luẩn quẩn cắt tỉa chạy theo xu hướng từ dùng nước gạo tới ti tỉ sản phẩm quảng cáo làm dài dày tóc thì hãy xem tới cuối video này, sẽ giúp bạn thay đổi tình trạng này mà tiết kiệm được kha khá tiền, giảm stress và trấn an tinh thần nha. Đầu tiên, một số bạn nhắn tin cho mình là tóc bạn đơn giản không có thể mọc dài ra như người khác được và bạn chắc chắn là do yếu tố gen. Nhưng mà thực ra nếu mọi người để ý nha, đặc biệt là bạn nào mà nhuộm tóc như mình ấy, cái này nó sẽ đặc biệt rất rõ ràng nhìn ra nếu bạn nhuộm tóc màu sáng, vì chúng mình đẻ ra có mái tóc màu đen đúng không? Khi mà sau một tháng nhuộm tóc chẳng hạn, nhiều bạn phải ra hàng nhuộm lại vì bạn bắt đầu thấy tóc có hai màu, nhưng chính cái đoạn tóc đen nó mọc chồi ra đó, nó chính là tóc của chúng ta mọc ra. Mình phải hiểu là khác với các sự vật khác, tóc chúng ta mọc từ đỉnh đầu. Nhưng khi mà so sánh để xem nó có thực sự dài ra hay không, ví dụ với vai hay lưng hay hông chúng mình, suy nghĩ này là ngược mất rồi. Chốt lại đó là tóc ai cũng mọc ra, trừ những trường hợp bị hói, chỉ là tóc mọc nhanh hay chậm và vòng đời mọc của nó lâu hay dài mà thôi. Vậy thì mấu chốt của việc tóc không thể dài quá vai hay quá lưng là vì đâu? Đó là vì những lý do mình sẽ liệt kê ngay dưới đây mà khiến phần tóc ở giữa liên tục bị gãy ở một đoạn nào đó, khiến cho tóc không thể mọc dài thêm ra được. Nghĩa là cho dù ngọn tóc có mọc ra bao la mà ở đoạn giữa hay là đoạn cuối tóc bị gãy thì độ dài nó cũng không dài ra được. Nhiều bạn hay thợ cắt tóc bảo để nuôi tóc dài thì cứ tầm 6 đến 8 tuần ta đi cắt đuôi tóc một lần. Nhưng mà điều này nó chỉ là cắt cái phần trẻ ngọn nếu như bạn nào bị trẻ ngọn ở đuôi tóc. Còn đơn giản là đuôi tóc ngắn đi, ví dụ 3cm thì rồi ngọn tóc lại mọc đủ ra 3cm. Nhưng mà mọc thêm đến đúng cái đoạn 3cm đấy rồi thì tóc cứ gãy rụng không mọc thêm. Và 8 tuần sau bạn lại đi cắt đuôi tóc một lần nữa thì nó đúng kiểu công cốc ấy. Một điều mình muốn nhấn mạnh thêm ở đây đó là bạn không phải lo lắng về việc tóc không mọc thêm. Nó chắc chắn đã đang mọc thêm sẵn rồi, dù bạn có làm gì nó hay không. Còn việc bạn muốn tóc dày lên hay là trên đầu chi chít tóc con mọc lởm chởm thì lại là một chủ đề khác nha. Để tóc dài tới lưng hay tới hông thì việc duy nhất bạn cần làm là chăm sóc nuôi dưỡng tóc ra sao để phần tóc ở giữa và đuôi tóc được khỏe mạnh và nó sẽ không gãy một đoạn bất kỳ nào ở giữa, mở ra con đường thuận lợi cho toàn bộ phần tóc này được phát triển dài thêm khi mà tóc của chúng ta mọc lên từ đỉnh đầu. Việc đầu tiên cần tránh đó là tẩy tóc. Mình biết là khi bạn nhìn trên mạng thì có một số màu nhuộm nhất định mà bạn nhìn phát bạn cực thích và tự nhủ là phải nhuộm cho bằng được. Và khi ra hàng, nếu thợ làm tóc thành tâm, họ nhìn là họ sẽ tư vấn rằng tóc bạn có đủ khỏe mạnh để tẩy hay không. Tuy nhiên, cho dù người thợ thành tâm ra sao, tư vấn rõ ràng như thế nào thì quyết định đi tiếp hay dừng lại là ở bạn. Mình biết là nhiều bạn sẽ có suy nghĩ đó là phải thử một lần trong đời kể cả là việc tẩy tóc. Nếu như bạn đã xác định tẩy tóc thì mình cũng đã đề cập ở các video trước đó là bạn phải thực sự rất là chu đáo, chu toàn trong việc chăm sóc mái tóc tẩy của bạn. Bởi vì bạn phải hiểu là để mà có thể làm biến mất cái màu đen của tóc gốc của chúng mình ấy thì cái hóa chất nó phải rất là mạnh ra sao. Nó sẽ phá vỡ hàng rào bên ngoài của tóc để mà tẩy được cái màu đen ở bên trong của tóc chúng mình đi. Thế cho nên là ngay từ lúc mà bạn tẩy tóc, tóc bạn sẽ yếu đi rất nhiều và nó kiểu như là trần trụi với những yếu tố từ môi trường, từ khói bụi tới ánh sáng bức xạ mặt trời, và nhiều khi bạn chẳng cần phải làm gì luôn, nó cũng sẽ tự gãy rụng luôn. Thế nên là mình với việc tẩy tóc thì mình luôn khuyên mọi người không nên làm, hoặc nếu mà bạn làm thì bạn phải xác định thực sự là sẽ commit với việc chăm sóc nó một cách thận trọng và có các sản phẩm để bảo dưỡng bảo trì mái tóc nhuộm, mái tóc tẩy. Còn lại thì bạn vẫn có thể nhuộm tóc, nhưng mà hãy nhuộm những cái màu mà nó không cần phải tẩy để cho an toàn. Ví dụ như màu tóc của mình nhuộm đây thì nó hơi có ánh tím tím vàng vàng. Hiện giờ thì chắc là cũng không nhìn rõ qua camera đâu. Và khi mà nó phai màu đi thì nó khá là cuộn vào cái màu tóc đen vốn có sẵn của mình, cho nên là nó cũng không bị quá rõ rệt sự khác biệt khi tóc mới mọc lên. Đây, bạn nhìn này, tóc mới của mình đã mọc lên được từng này rồi. Đặc biệt là với các bạn mà tẩy tóc không chịu được ánh nhìn khi ngọn tóc đen mọc ra và phần giữa tóc nó sẽ có hai cái màu khác nhau và bạn lại tiếp tục đi tẩy lại cái phần tóc mới mọc đó thì không khác gì tự làm tổn thương phần tóc mới, và phần tóc mới này nó sẽ yếu dần và tự gãy rụng biến thành tro bụi lúc nào không hay khi
mà nó dài dần tới phần giữa này. Điều thứ hai mà bạn có thể làm để bảo vệ tóc không bị gãy rụng thường xuyên đó là hãy dùng dầu để bôi vào phần đuôi tóc. Ở đây mình có cái lọ mình hay dùng để bôi vào đuôi tóc và chân tóc của mình. Cái dầu này nó sẽ đi sâu vào bên trong và nó sẽ có tác dụng làm dưỡng ẩm, cấp ẩm ở cái mức độ sâu nhất và nó sẽ làm thành màng bảo vệ giữa tóc và các yếu tố bên ngoài. Một điều mà chúng mình phải hiểu rõ đó là phần đuôi tóc này ấy, nó là cái phần tóc mà đã tồn tại trên đời này lâu nhất rồi. Phần đuôi vì đã càng tồn tại lâu thì nó lại càng dễ bị kích ứng, càng dễ bị tổn thương như kiểu người già ấy. Cho nên chúng mình càng phải dành nhiều thời gian, tâm huyết, công sức để bảo vệ, giữ gìn cho nó trường tồn. Bạn phải xác định tóc mình thuộc dạng tóc gì để mà mua dầu dùng cho đúng, chứ không phải một loại dầu sẽ fit cho tất cả các dạng tóc nha. Mà khi chúng ta ủ dầu thì các bạn chỉ cần một lượng vừa phải nhất định thoa vào bàn tay của mình thôi, và sau đó là chỉ bôi vào phần đuôi tóc thôi. Nếu như mà các bạn bôi toàn bộ đầu từ gốc tới ngọn hàng ngày thì nó sẽ khiến cho tóc bạn trong nhiều trường hợp còn rụng nhiều hơn và nó rất là bết bát, bởi vì là cái dầu này bạn phải bôi vào đuôi tóc hàng ngày. Mình gợi ý cách để mà sử dụng dầu ủ vào phần đuôi tóc này đó là vào ngày mà bạn gội đầu thì sau khi mà bạn sấy tóc xong bạn sẽ bôi dầu phần đuôi tóc, còn vào ngày không gội thì có thể là một lần vào buổi sáng khi bạn tỉnh dậy hoặc là tối trước khi bạn đi ngủ. Bạn bôi một lớp vào đây để nó tạo thành màng bảo vệ cho tóc một ngày dài làm việc, học tập. Nó sẽ giữ gìn, bao bọc, cấp ẩm những dưỡng chất ở bên trong cho tóc và tránh làm cho tóc bị khô, sơ khi mà tiếp xúc với gió, môi trường bụi bẩn, ánh sáng mặt trời v.v. Với những bạn nào mà tóc dài là còn thích sử dụng máy uốn tóc nóng thì đây là một mẹo dành cho các bạn nha. Thứ nhất đó là trước khi chúng ta dùng cái gì nóng lên tóc, ta phải xịt chống nóng bảo vệ tóc, ví dụ như là những cái lọ như thế này. Đây là 3 sản phẩm mình cực thích dùng. Khi mà uốn tóc, chúng ta sẽ không uốn tóc từ đuôi tóc mà chúng ta phải bắt đầu từ cái phần tóc giữa. Vì là để mà cái tóc nó có độ giữ uốn nhất định, nó phải nằm lâu nhất trên máy uốn tóc. Nếu bạn bắt đầu từ đuôi tóc như là mình đã nói ở trên thì nó là phần dài yếu nhất. Bạn cho nó nóng lâu nhất, nó sẽ gãy ngay và luôn. Vậy nên đây là cách của các bạn nên sử dụng máy uốn tóc. Đó là các bạn sẽ đưa máy uốn tóc đấy vào phần tóc giữa hoặc là vào gần phần chân tóc nhất có thể. Để nó trên máy tầm 10 giây là lâu nhất. Và tránh dùng quá nhiều sức nóng, quá nhiều thời gian trên đuôi tóc. Nếu như mà bạn để ý thì khi mà bạn uốn tóc, bạn nào tóc đã yếu sẵn rồi thì tóc sẽ rơi rụng là tả luôn. Nếu bạn nào thực sự thích style tóc dài, uốn lượn sóng thì mình có một vài gợi ý nhỏ. Thứ nhất đó là cách 3-4 ngày hãy uốn tóc một lần. Ví dụ như thứ hai đi làm bạn uốn tóc thì bạn xịt chống nóng. Sau khi uốn xong thì hãy xịt giữ kiểu bằng những cái sản phẩm như thế này. 3 ngày sau gội đầu lại và rồi lặp lại vòng lặp này. Còn tốt nhất là bạn có thể thử cái này, uốn không nhiệt, uốn vào buổi tối trước khi đi ngủ, sáng dậy tới gần chỗ làm hoặc chỗ học thì bạn có thể bỏ ra và có thể xịt giữ kiểu. Nó có thể uốn lượn sóng cả ngày, rồi mỗi ngày khác bạn lại đổi một kiểu tóc nhẹ nhàng khác nhau, nhưng tuyệt đối đừng buộc slick back hay là buộc đuôi ngựa cao chặt hay là búi chặt đầu cả ngày. Đây là tóc mình sáng dậy ngay sau khi mà dùng uốn không nhiệt. Bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái kiểu tóc mà mình có thể làm thường ngày thì có thể click xem video trước của mình nha. Một điều mà mình tin là nhiều bạn vẫn còn đang làm sai bây giờ. Tạm dừng video 2 giây, thử ngồi vừa xem video của mình, vừa cho ra lòng bàn tay lượng dầu xả mà các bạn hay dùng cho tóc xem nhé. Nếu như đây là lượng dầu mà các bạn sử dụng thì nó chưa đủ đâu. Đặc biệt là với những bạn nào mà tóc dài như mình nha, phải bóp nữa mới đủ. Đối với mình, và mình cũng đã tìm hiểu rất kỹ rồi, đó là nếu như với những bạn nào mà tóc ngắn, ví dụ như là ngắn tới vai, thì bạn sẽ dùng hết dầu gội trước khi mà bạn dùng hết dầu xả. Còn với những bạn nào mà tóc dài như mình thì chắc chắn là bạn phải dùng hết lọ dầu xả trước khi mà bạn dùng hết lọ dầu gội đầu. Lý do là đâu? Đó là do chúng ta chỉ được sử dụng dầu xả ở phần thân tóc tới đuôi tóc. Nếu mà tóc bạn ngắn thì hiển nhiên là bạn không có nhiều phần thân và phần ngọn nên là bạn không cần sử dụng quá nhiều dầu xả. Còn với bạn nào mà tóc dài như mình thì bạn phải sử dụng một lượng dầu xả nhất định để mà nó có thể bao bọc, cover toàn bộ phần từ giữa tới đuôi tóc. Lời khuyên của mình ở đây đó là các bạn đừng nên tiết kiệm dầu xả, phải dùng đúng, đủ mức độ thì nó mới có tác dụng. Ngoài ra một tip nhỏ ở đây nữa đó là bạn không cần phải sử dụng một bộ dầu xả, dầu gội cùng hãng. Bạn có thể sử dụng dầu gội của hãng này nhưng mà dầu xả của hãng khác, miễn sao là những cái sản phẩm này nó có tác dụng cho loại da đầu và loại tóc nhất định của bạn. Khi sử dụng dầu xả xong, ít nhất cũng phải cho nó một chút thời gian để nó thấm vào tóc và hóa chất hoạt động đã, rồi hãy xả lại bằng nước. Cái lợi của việc sử dụng dầu xả đó là nó sẽ khiến cho mái tóc của bạn ngay sau khi mà gội xong nó sẽ mềm mượt, được cấp ẩm, bóng loáng, trơn mượt và trông rất là khỏe mạnh. Độ ẩm trên tóc cũng giống như độ ẩm của da mặt vậy. Khi mà da mặt bạn không có đủ độ ẩm là nó sẽ bắt đầu lên mụn này, nó sẽ trở nên khô ráp, sần sùi, rất là khó chịu đúng không? Thì bạn hãy hình dung điều này áp dụng tương tự cho tóc của mình. Tuy nhiên một điều ở đây mà mình nghĩ là nhiều bạn không biết đó là chỉ sau một vài giờ từ lúc sử dụng dầu xả, vì chất dưỡng ẩm này nó chỉ nằm trên bề mặt của tóc mà thôi.
chứ nó không thực sự là đi sâu vào bên trong. Và đặc biệt là với các bạn mà chỉ gội đầu một lần một tuần thì sau vài tiếng tóc sẽ hết ẩm rất nhanh, nó lại trở nên công cốc, không còn gì vương vấn trên mái tóc của bạn nữa. Vậy thì cách nào có thể khắc phục tình trạng này? Chỉ có duy nhất hai cách. Một là bạn phải bắt đầu sử dụng hair mask, là một dạng ủ tóc. Ủ tóc thì nó giống như là một dạng dầu xả siêu việt vậy. Nó mạnh hơn và nó có những cái chất dưỡng ẩm mà có thể đi sâu vào trong tóc hơn, chứ nó không chỉ là nằm trơn tuồn tuột ở phía trên bề mặt của tóc. Và vì những cái hoạt chất này nó mạnh hơn, nó có tác dụng nuôi dưỡng sâu hơn, lâu hơn, thế nên là mình cũng có khuyên chỉ nên sử dụng ủ tóc từ 1 đến 2 lần một tuần thôi. Chúng ta không cần sử dụng quá nhiều, bởi vì cái gì nhiều quá nó cũng không tốt đâu. Bạn có thể sử dụng ủ tóc trước hay là sau khi mà gội đầu xong cũng được, miễn là các bạn để nó có một thời gian trên tóc nhất định, ví dụ như là từ 15 đến 20 phút, cũng không cần phải ủ quá lâu. Một vài loại ủ tóc có hướng dẫn bạn phải đi gội đầu lại sau khi mà ủ xong. Ví dụ như là lọ ủ tóc Nhật này, mình thực sự rất là thích và cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Nó làm cho tóc mình mướt mượt. Nhưng nếu như mà mình không rửa sạch kỹ sau khi gội và sấy tóc xong thì tóc trở nên rất là bết, rất là khô ráp. Thứ hai là một sản phẩm có thể tạo nên sự thay đổi khác biệt mà bạn không bao giờ nghĩ tới luôn. Đó chính là dầu xả khô, Leave-in Conditioner. Dầu xả khô là một loại xịt lên tóc xong, bạn không cần phải đi gội đầu lại như dầu xả thông thường. Dầu xả khô là một loại dưỡng độc đáo, thấm sâu vào tóc hư tổn để tái tạo biểu bì tóc. Cùng với sự kết hợp khả năng phục hồi tự nhiên của các dưỡng chất để cho tóc chắc khỏe hơn, nó sẽ ngăn gãy rụng, bổ sung chất dưỡng ẩm, duy trì sự mềm mượt sáng bóng cho tóc, giảm gãy rối và hư tổn. Dầu xả khô này khi mà bạn dùng hàng ngày, nó sẽ tăng cường một cách rõ rệt độ đàn hồi và khiến tóc chắc khỏe hơn. Vì sao dầu xả khô lại có thể làm được việc này? Bởi vì là nó sẽ make sure là sẽ cung cấp thật là nhiều dưỡng chất cấp ẩm cho tóc, và nó sẽ giúp tóc chúng ta duy trì cái độ bóng mượt và mềm mại của tóc. Vì mình cũng nói ở phía trên đó, khi mà các bạn có sử dụng dầu xả thông thường sau khi gội đầu xong vào ngày gội đầu thì chỉ sau một vài giờ nhất định, cái sự bóng láng mềm mượt giữ ẩm trên tóc đấy nó sẽ biến mất, bởi vì nó chỉ nằm ở trên bề mặt tóc thôi. Vậy nên nếu các bạn hỏi mình là có dầu xả thường rồi thì có cần phải dùng leave-in conditioner nữa không, thì chốt lại là bạn cần cả hai nha. Cách sử dụng dầu xả khô đó là sau khi gội đầu bạn vắt tóc khô khô, ngay trước khi sấy thì bạn xịt cái leave-in conditioner lên, sau đó sử dụng máy sấy khô tóc. Dầu xả khô này cần phải được xịt và sử dụng hàng ngày, đặc biệt là với bạn nào mà tóc bị hư tổn, gãy rụng nhiều. Nếu như các bạn xem hết video này của mình mà không có áp dụng được bất kỳ điều gì thì mình cũng chỉ muốn các bạn thử dùng một thứ duy nhất, đó là dầu xả khô, và các bạn sẽ cảm ơn mình sau này đó nha. Nhiều bạn nghĩ là để mà cung cấp dưỡng ẩm cho tóc thì các bạn chỉ cần mua những cái loại sản phẩm nó ghi ở bên ngoài là cung cấp dưỡng ẩm cho tóc. Thế nhưng mà những cái loại sản phẩm này nó bồi đắp những cái chất khác nhau lên tóc của mình, nó sẽ chỉ khiến cho tóc nặng thêm và sẽ có nhiều build up ở phần trên đỉnh đầu này. Khi mà bạn sử dụng leave-in conditioner và chu trình chăm sóc tóc thì ta có thể hoàn toàn lọc bỏ tất cả những cái sản phẩm khác ra, và nó sẽ giúp tiết kiệm tiền cho ví tiền của bạn rất là nhiều. Đối với mình thì thời điểm mà mình bị rụng tóc nhiều đó thì dầu xả khô là vật dụng thiết yếu nhất, chỉ đứng sau dầu gội và dầu xả mà thôi. Tất nhiên là bạn sẽ không thấy nhiều người nói về cái tác dụng của dầu xả khô bởi vì ai cũng muốn bán nhiều sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên như mình có nói trong các video từ trước tới giờ, mình đi theo chiều hướng càng ít mỹ phẩm lên cơ thể càng tốt. Đây là những thứ mà mình đã thử và thấy thành công, có tác dụng, và mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi mình chia sẻ trên đây với các bạn. Lưu ý là tất cả những cái tip, những cái mẹo mà mình chia sẻ dưới đây, nó sẽ không có chuyện là các bạn sẽ thấy sự thay đổi khác biệt ngay. Bạn sẽ không thể nào thấy tóc dài ra 20-30cm sau 1-2-3 tháng. Vì mình luôn quan niệm là dù bạn có thử bất kỳ cái gì, dù là sản phẩm, thuốc uống vào cơ thể, thì nó đều yêu cầu một số thời gian nhất định để có thể nhìn nhận được sự khác biệt, sự nâng cấp, chứ không phải là magic thần kỳ thay đổi ngay sau một đêm. Nếu như bạn có một vấn đề gì đó bạn muốn thay đổi thì bạn phải chấp nhận thử thách và thất bại. Không phải trải nghiệm nào cũng thành công, không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với bạn. Bạn cần phải có kế hoạch các bước rõ ràng và phải có sự kiên nhẫn, kiên trì để follow through. Chứ không phải chỉ là mới dăm bữa nửa tháng bạn không thấy có một sự thay đổi gì là bạn lại vứt xó những sản phẩm mà bạn đã mua và nghĩ là nó xàm, nó không có tác dụng với bạn. Kể cả những sản phẩm như là dầu dừa hay là dầu hoa hương thảo mộc ấy, cũng phải ít nhất 6 tháng nó mới show rõ tác dụng. Ngoài ra có những điều mà trong cuộc sống các bạn sẽ phải lưu ý, từ việc bạn ăn uống ngủ nghỉ ra sao. Mình biết ví dụ như là nhiều bạn vì muốn gầy đi, các bạn nhịn ăn nhịn uống, nhưng mà bạn phải hiểu là tóc ấy nó được nuôi dưỡng từ những cái chất mà bạn đưa vào cơ thể. Ngoài việc ăn uống bình thường khỏe mạnh ra, bạn có thể tham khảo trên mạng ăn thêm những cái gì, chất gì, ví dụ như là đậu đen, mè đen, hoặc là uống những cái sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Nhưng bạn phải tìm hiểu kỹ hoặc là phải gặp nói chuyện với bác sĩ trước khi mua và sử dụng, chứ không phải là mua bừa phứa lung tung nha. Ngoài ra khi mà các bạn đi ngủ ấy, mình có đề cập trong các video trước của mình, đó là đừng nên buộc tóc quá chặt hay là búi tóc cao trước khi ngủ, bởi vì nó không chỉ khiến cho đầu bạn bị nhức mà nó còn khiến cho tóc bạn dễ gãy rụng hơn. Và mình hay làm khi đi ngủ đó là mình sẽ bẹ nhẹ nhàng hai bên hoặc là dùng mũ
trùng đầu lụa. Bạn nào muốn xem cách mình làm như thế nào trước khi đi ngủ thì bạn có thể xem lại video trước của mình ở đây nha. Ngoài ra mình đã thay toàn bộ chăn ga thành những cái sản phẩm lụa bởi vì nó sẽ giúp giảm gãy rụng tóc rất nhiều, vì nó trơn trượt, tóc ít bị ma sát hơn, ít bị gãy rụng hơn. Và điều cuối cùng đó là các bạn nên giặt chăn ga gối đệm ít nhất một tuần một lần, bởi vì những bụi bẩn bám ở trên chăn ga gối đệm, một ngày bạn nằm trên đấy ngủ từ 5 đến 10 tiếng thì những chất bụi bẩn sẽ bám vào trên da đầu, trên tóc của bạn và nó sẽ khiến cho tóc của bạn khô sơ và nhanh bẩn. Nếu như bạn không chăm sóc, quan tâm môi trường sống xung quanh của bạn như thế nào để bảo vệ mái tóc thì dùng bao nhiêu sản phẩm cũng không thể lại được. Trong trường hợp của mình thì mình không trim tỉa đuôi tóc nữa, trừ phi là vì mình thấy tóc dài và thấy nặng đầu thì mình đi cắt đi thôi, chứ không phải là một điều nhất định phải làm. Cũng như việc sử dụng leave-in conditioner dầu xả khô, mình không còn sử dụng thường xuyên nữa vì tóc mình đã đạt tới độ 3 ngày sau gội đầu lại nó vẫn mềm mượt. Chia sẻ của mình ở đây đó là một khi bạn thấy hài lòng với độ dài hay chất lượng của tóc và trong quá trình làm việc, tìm hiểu, bạn thấy rằng thói quen nào, sản phẩm nào là tốt nhất, phù hợp với bạn nhất thì bạn có thể tiếp tục làm hàng ngày để tối giản hóa sự bảo trì, bảo dưỡng cho tóc. Còn lại nếu không quá cần thiết thì luôn luôn có thể bỏ. Hiện tại mình đang phân vân trong video tới thì mình nên chia sẻ về cách duy nhất mà đã chữa được mụn dai dẳng lâu năm thâm niên của mình hay là một video Get Ready With Me. Mọi người hãy comment ở phía dưới xem content nào mọi người sẽ hào hứng xem hơn nha. À, và đặc biệt là những bạn nào mà đã thử những cái mẹo mà mình chia sẻ ngày hôm nay về cách chăm sóc tóc và nuôi tóc dài thì hãy comment ở phía dưới sau khi mà bạn thử và thấy nó tạo nên sự khác biệt nha. Cảm ơn mọi người.